Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã và đang theo dõi video. Ở video này, KTV xin chia sẻ cùng quý vị rút USDT từ sàn Bybit về cái ví Alert. Ở đây tôi sẽ vào tài sản và tìm đến cái ví chứa USDT. Hiện tại thì tôi có USDT, tôi để ở support và tôi sẽ rút USDT này về cái ví wallet. Bây giờ tôi sẽ sang cái ví wallet. Tôi sẽ lấy cái địa chỉ USDT. Chọn vào nhận. Ở đây tôi sẽ chọn USDT BEP20 đi. Thì hiện tại ví Alert hỗ trợ rất nhiều các mạng lưới BEP20, TRC20, KRC, SON, Polygon. Thì tôi sẽ chọn cái thứ nhất là BNB Smart Chain BEP20. Tôi sẽ copy cái địa chỉ ví này. Đã copy, chọn xong. Bây giờ tôi sẽ trở lại sàn Bybit và tôi sẽ chọn vào ví tài sản này, chọn vào support mà tôi đang để USDT ở đây, chọn tiếp và rút ra, chọn USDT. Trong cái phần mạng lưới này, quý vị có thể rút USDT ra rất nhiều các mạng lưới. Tôi sẽ thử cái mạng lưới TRC20. TRC phí ở đây là 0,5 USDT. Còn cái mạng lưới BEP20 phí là 0,3 USDT. Ok, tôi sẽ sử dụng cái mạng lưới này. Và tôi đã copy cái địa chỉ bên cái ví Alert. Tôi sẽ dán nó vào đây. Quý vị cần phải kiểm tra lại chính xác cái địa chỉ nó đã đúng hay chưa. Rồi sau khi kiểm tra chính xác, tôi sẽ nhập cái số lượng vào cái ô số lượng này, hoặc có thể chọn tất cả nếu muốn rút tất. Chọn rút ra. Ở đây quý vị cần phải xác minh cái mã từ Gmail. Tôi sẽ xác minh cái hình này. Quý vị cần mở email lên để lấy cái mã xác minh. Tôi sẽ nhập mã xác minh vào 342197. Tiếp theo tôi sẽ lấy cái mã xác thực từ Authy, copy này, dán, chọn rút ra. Vì quá cái thời gian chờ đợi, tôi sẽ phải copy lại cái địa chỉ mã Authy. Copy lại này. Xác nhận. Ok, đã nộp lệnh rút tiền, đang tiến hành, vui lòng truy cập tài sản để kiểm tra trạng thái. Rồi tôi sẽ xem lịch sử.
bạn chưa bật chức năng địa chỉ rút tiền cho phép. Cái này quý vị có thể thiết lập sau cũng được. Quý vị có thể chờ từ 1 đến 2 phút chờ mạng lưới blockchain xác nhận. Rồi, bây giờ tôi sẽ sang cái ví wallet. Tôi sẽ kiểm tra xem USDT đã về chưa. Wallet là một cái ví để quý vị có thể trao đổi giữa Việt Nam đồng và các stablecoin cũng như là các coin, các token rất chi là thuận tiện, hỗ trợ rất nhiều các ngân hàng tại Việt Nam. Còn Bybit là một cái sàn nằm trong top những cái sàn có khối lượng giao dịch rất lớn. Trường hợp quý vị chưa có tài khoản trên sàn Bybit và tài khoản trên cái ví Wallet thì quý vị hãy đăng ký theo cái mã giới thiệu trên màn hình hoặc tôi để bên dưới video này. Quý vị đăng ký theo mã giới thiệu thì quý vị sẽ được giảm phí giao dịch và được hưởng rất nhiều các chế độ khuyến mại từ sàn Bybit cũng như là cái ví Wallet. Quý vị sẽ thấy on-chain này này đang được xử lý đó 92,3 USDT nó đang về. Quý vị có thể chờ mạng lưới nó xác nhận thêm khoảng 1 đến 2 phút thì nó sẽ được hiển thị đó. Ok, và đến đây tôi xin kết thúc video này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi video. Nếu thấy video hay và hữu ích, quý vị hãy like, chia sẻ, theo dõi kênh để cập nhật những video mới nhất.